Xin chào tất cả anh em. Thì cái video trước thì em cũng đã làm về cục đẩy H500 này rồi. Đây là một cái sản phẩm phải nói là rất là ok. Con này tiếng rất là sáng em nhé. Bao sáng cho anh em. Ngày hôm nay thì tiếp tục em lại làm về cục đẩy H500 này. Vì cái tháng 4 này anh em nhé, thì em đang giảm giá cho anh em. Anh em lưu ý nhé, anh em nào mà xem cái clip này thì anh em mà đang cần mua cái mẫu đẩy công suất 500W để chúng ta về thay cái thế đấy, về thay thế những cái âm ly Jaguar 203, 506 nhà chúng ta ấy, thì anh em nên lấy ngay, chấp thời cơ anh em nhé. Vì em chỉ giảm trong tháng 4 này thôi, sang tháng 5 thì nó lại trở về cái giá ban đầu là giá là 4 triệu, ok chưa ạ? Còn trong cái tháng 4 này anh em mua cục đẩy LX H500 này, em giảm giá là chỉ còn 3.800.000 đồng thôi đó. Thì cái video trước thì em cũng đã làm rồi đấy, mấy ngày qua thì em cũng đã làm và cũng rất là nhiều anh em mua ủng hộ đấy, và cũng có khá là nhiều anh em mua đấy, thì chỉ có 3.800.000 đồng thôi anh em nhé. Con này tiếng thì bao hay cho anh em đó. Sử dụng mạch class H, tiếng rất là sáng, và công suất chuẩn của cục đẩy này là 500W trên một kênh, tất cả là nguồn đồng hết đó, tất cả nguồn đồng hết. Anh em có thể nhìn đây, nhìn nó mặt rất là đẹp nhá. Và khi anh em mua, tất cả sản phẩm đều là hàng mới hết, hàng mới bóc hộp cho anh em đó, chứ không phải là cái hàng như thế này đâu. Ok, đây là cái hàng demo thôi anh em nhé, hàng demo thôi đó, để em test chất âm và mở nội thất cho anh em xem thôi. Còn đâu khi anh em mua, kể cả là giảm giá cho anh em, giảm kịch sàn cho anh em, thì là vẫn bóc hộp, ok chưa? Hàng bóc hộp nguyên đai nguyên kiện hết đó, hàng hai lớp hộp cho anh em đó. Thì đây là một cục đẩy phải nói là rất là tốt đấy, hàng chính hãng cho anh em đấy. Con này chiều sâu của nó thì nó rơi vào tầm ngoài 40 cm, ngoài 40 cm, ok chưa? Ngoài 40 cm đó. Và bây giờ thì em sẽ mở một cái đoạn nhạc nhé anh em nhé, mở một cái đoạn nhạc để cho anh em nghe trên cái cục đẩy này. Sẽ bật công tắc nguồn, vừa rồi em cũng cắm điện nguồn xong. Đó, sẽ mở một cái bản nhạc, một cái bản nhạc không lời nhé, để cho anh em nghe. Anh em thấy không, tiếng rất là căng đúng không, cả hai kênh này. Ok đúng không ạ? 3.800.000 đồng, 3.800.000 đồng của đời H500 này. Anh em nào mà đang có nhu cầu mua thì chúng ta chấp thời cơ, chúng ta mua ngay anh em nhé. Chơi lấy tín hiệu nhạc từ máy tính anh em nhé, cắm trực tiếp vào cục đời, không có qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Ok giờ đây tín hiệu nhạc từ máy tính em cắm vào đây, sử dụng ra loa. Em đang chơi hai cặp loa anh em nhé. Một cặp loa 30 và một cặp loa 325 linh loa. Với cục đẩy này chúng ta để trong tủ cài nhà ta rất là vừa vặn, size nó rất là ok, chỉ tầm ngoài 40 cm một chút thôi. Tiếng rất là căng nữa, nghe rất là sáng tiếng, chất âm rất là tuyệt vời anh em nhé. Chưa qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết mà chất âm nó rất là ok rồi. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu ấy, nâng cấp đẩy thì anh em nên mua ngay cục đẩy này của bên em, giá rất là rẻ, chỉ 3.800.000 đồng thôi đó. Và cái giá này là giá em chỉ bán trong tháng 4 anh em nhé, đến ngày mùng 1 tháng 5 đó, đến ngày mùng 1 tháng 5 là bắt đầu trở về cái giá 4 triệu đồng, ok chưa ạ? Đó, thì tất cả là hàng mới hết, hàng bóc hộp và bảo hành cho em lên tới 12 tháng hết, ok chưa ạ? Nếu lỗi tháng đầu tiên nhà sản xuất thì anh em sẽ đổi mới. Cho nên anh em mua sản phẩm với anh em yên tâm nhá. Đó. Đẹp đúng không ạ? H500 thương hiệu của lợi anh em nhá, thương hiệu lợi.
chơi trên cặp loa full 30 F12. Cặp loa này hiện tại giá đang là 13.500.000. Rất là ok đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ mở nội thất cho anh em xem. Vừa rồi em tháo ốc ra rồi anh em nhé. Bây giờ em sẽ rút điện nguồn ra. Rút điện nguồn ra và sẽ mở nội thất cho anh em xem nội thất như thế nào. Giá rất là ok cho anh em, chỉ có 3.800.000 đồng thôi. Anh em thấy là nội thất quá là mê ly luôn anh em nhé. Tất cả nguồn bao đồng hết, anh em thể thấy đây, nõi đồng vàng chóe luôn, nõi đồng rất là to đúng không ạ. Tất cả hàng là bao đồng hết đúng không ạ. Con này sử dụng là 16 sò anh em nhé, 16 sò LGV kép 1, 2, 3, 4, dưới 4 là 8, bên này 8 là 16. 16 sò LGV kép và chưa kể bù áp, ok chưa, chưa kể bù áp. Đó. Và sử dụng là 2, 4, 6, 8 tụ anh em nhé, sử dụng là 8 tụ. 8 tụ là 8 tụ này là tụ 63V, 63V và 10.000mi, ok chưa. Tất cả hàng mới hết, và cái cục đẩy này là cái cục đẩy... demo em nhé, em chuyên tháo ra để cho anh em xem nội thất. Còn khi mà anh em sử dụng mua đấy, khi anh em mua thì bên em sẽ bóc hộp hết cho anh em, hàng hai lớp hộp luôn. Những cái thanh nhôm tản nhiệt như anh em thấy là sáng choang luôn nhé, rất là chất. Đằng sau nó có hai quạt tản nhiệt. Dây rắc thì đi nó quá là gọn gàng luôn rồi. Dây rắc thì đi rất là gọn gàng. Hàng rất là chất. Để cho anh em mua chỉ có 3.800.000 đồng thôi, còn rẻ hơn cả một cục đẩy bãi anh em nhá, rẻ hơn cả một cục đẩy bãi, ok chưa. Hàng bãi nó bán thì cũng tầm tầm đấy rồi. Hàng bãi bán tầm tầm đấy rồi thì chả tội gì chúng ta phải mua hàng bãi, mua hàng mới, hàng chính hãng mà sử dụng cho nó sướng, ok chưa. Cứ hàng mới mà chơi hỏng thì chúng ta đổi mà đúng không, tháng đầu tiên hỏng chúng ta đổi mà lo gì. Tháng đầu tiên hỏng thì chúng ta đổi anh em nhá, lỗi một đổi một nếu do lỗi của nhà sản xuất đúng không ạ. Còn đâu sau này anh em sử dụng 1 năm 2 năm bên em vẫn bảo hành hỗ trợ sửa chữa cho anh em đàng hoàng. Thì đây là cái mẫu đẩy rất là chất lượng và tất cả linh kiện của nó là đều là linh kiện cắm hết. Cho nên là chúng ta sửa chữa thì nó rất là đơn giản thôi anh em nhé. Sửa chữa rất là đơn giản thôi, rất là dễ. Tất cả linh kiện cắm hết. Con này sò nó chỉ có 16 sò thôi. 16 sò than, sử dụng sò LG anh em nhé. Các cái bo mạch của nó rất là ok, anh em thể nhìn thấy đây. Nhìn nó rất là nhìn sáng choang luôn đúng không ạ? Hàng đẹp. Thì anh em có thể tham khảo cái mẫu này là của bên em. Hàng rất là chất. Ở đằng sau đây nhá thì chúng ta có thể về chúng ta kết nối hai đường input này. Và đều có được cổng link hết. Đều có cổng link hết, ok chưa? Và sử dụng jack logic hoặc là chúng ta có thể gài cái cầu xoắn này anh em nhé. Gài cầu xoắn này cho nó chắc đúng không ạ? Các chế độ gạt paleo ste thì đầy đủ cho anh em. Các chế độ gạt đầy đủ. Cho nên là anh em mua sản phẩm này về chúng ta dùng yên tâm. Đặc biệt anh em nào mà vẫn còn đang sử dụng âm ni đấy thì là anh em mà lên nhân cái ngày này anh em nhé, nhân cái tháng 4 này thì chúng ta được giảm 200.000, giảm chi phí lên tới 200.000 đồng một cục đẩy thì chúng ta mua ngay. Rồi, thì hôm nay em làm video giới thiệu cho anh em cái cục đẩy H500 này. Giảm giá đặc biệt cho anh em đó, 200.000 cục đẩy H500. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì gọi trực tiếp với em thôi. Hàng nó như thế này đây, hàng tất cả nó như thế này, có thế nào em nói thế anh em nhé. Mở cho anh em xem nội thất đàng hoàng và cũng test chất âm đầy đủ rồi. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì gọi trực tiếp với em thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em xem video thấy hay cho em xin một đăng ký kênh, một like anh em nhé.